Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các anh em Tiến Vũ, anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Quốc Phong, anh em Leo Nguyễn, anh em Duy Bùi, bạn Hoài Anh Lê, anh em Dương Nguyễn, anh em Quang Minh Trần và cuối cùng là anh em Nguyễn Đăng Hưng. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Và ngày hôm nay nó là một cái clip đặc biệt. Clip ngày hôm nay tôi làm để dành tặng cho anh em Quân Chu, thay cho cái lời cảm ơn gửi tới anh em Quân Chu vì những cái đóng góp của anh em trong suốt khoảng thời gian 2 năm vừa qua. Cảm ơn anh em Quân Chu rất là nhiều và hy vọng là thời gian sắp tới anh em Quân Chu vẫn tiếp tục theo dõi tôi cũng như là xem tôi, yêu quý tôi như cái thời điểm hiện tại anh em Quân Chu nhé. Và theo cái yêu cầu của anh em Quân Chu, trong cái video clip tri ân thì ngày hôm nay tôi sẽ làm cái bộ gót siêu đẻ anh em nhé. Và thực ra thì trong mấy cái video clip gần đây nó cũng đã có một trận đấu nào đó cũng manh nha chơi cái bộ này rồi. Đấy, nhưng mà trận đấy nó lại là một cái video mà tôi lại tri ân anh em Quang Minh Trần cơ. Đó, thế nên là tôi cũng đã hứa với ở trong cái video đó là tôi sẽ làm lại cái bộ này để tặng anh em Quân Chu sau. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ làm lại nha anh em nhá. Và cái con siêu đẻ thì nó không có cái con nào ngoài cái con Whispersia cả. Một con rất dễ lên 3 sao ở trong cái giai đoạn giữa game và đầu game. Đấy, thì tôi sẽ chọn cái con Whispersia làm con co để chơi gót siêu đẻ. Whispersia sẽ kết hợp với cả gót. Cái bây giờ trận hôm trước ấy, anh em có thể thấy là kết hợp Whispersia với cả bộ beat, đánh với cả gót beat. Thì anh em cũng đã xem cái bộ đấy rồi. Còn nếu mà anh em chưa xem, anh em có thể xem lại nhá. Thì cái bộ đó nó có một cái nó rất rất dở là cái việc là chúng ta phải lên level rất cao. Đánh ở tận level 9, level 10, level 10 anh em ạ. Chính xác là nếu mà 6 bit kết hợp với cả 4 gót, kết hợp với cả Whispersia nó phải đánh ở level 10. Một con Whispersia lên 3 sao mà lại phải lên 10 nó mới đủ bộ thì thực sự là nó không hay. Đấy, nên là tôi sẽ hôm nay tôi sẽ chơi một cái bộ khác nha anh em nhá. Đó. Và nhìn thì anh em cũng đã biết đó là cái bộ gì rồi. Chúng ta sẽ kết hợp hôm nay chúng ta sẽ kết hợp với cả Feather. Chúng ta không kết hợp với beat nữa. Cái con Whispersia nó ở trong cái bộ Feather luôn. Và ở cái thời điểm hiện tại ở trong meta mới ấy, thì cái bộ Feather nó kết hợp được với cả God. Đó, cái hay ấy, nó là chúng ta có thể chơi God Feather, God lè anh em nhá. Rất là hay luôn. Trong cái meta mới God kết hợp được với rất nhiều bộ mới. À đây rồi. Nhưng mà tôi chưa có up lên 2 sao đâu. Cứ bình tĩnh, bây giờ đang rất yếu. Chúng ta không hề mạnh. Chính vì thế là chúng ta sẽ eco. Eco thôi anh em ạ. Tôi sẽ bán đi để tôi lấy 10 tiền. Cứ bình tĩnh. Bao giờ lên được 2 sao thì tính sao. Bao giờ lên được 2 sao và bao giờ có 3 con Feather mà ngon nghẻ một tí lên được 2 sao ấy thì tính. Còn không thì thôi. Đấy, úi dồi ôi, hợp lý quá anh em ơi. Bỏ bài ra. Hợp lý. Quả này mà để bài vào thì sấp mặt luôn. Ít nhất là nó phải 17 máu, 15 máu. Bỏ bài ra 9 máu thì cũng được à. Úi dồi, từ từ nhá. Không, vậy là nếu mà ra được một cái con Druid là chúng ta sẽ có là hai con 2 sao đấy. Thế là thôi, cứ bình tĩnh anh em ạ. Không có gì phải vội cả. Một con Druid bất kỳ thôi mà. Mà ngon nhất là ra được cái con Watchwork set ấy, con cây. Ra con cây 3 tiền là ngon luôn. Vừa có bộ Feather luôn. Mà chúng ta đang có khá nhiều đồ mana nên là có thể chơi luôn được. Không cần phải eco quá sâu đâu. Bây giờ cứ lên được 2 sao mà có đủ bộ là tôi sẽ cho vào luôn. Đánh ở level 5, level 6 nó khỏe mà. Cái mà tôi lo sợ là trận này nó có mết ấy. Không biết trận này nó có thằng nào chơi mết không. Như kiểu thằng này nó mua như này nó dễ là chơi Saman. Đấy, kiểu thế. Cái tầm này thì vẫn chưa biết được là người ta chơi gì đâu. Nhiều khi là người ta cứ phải để giữa game người ta mới chuyển. Mình cứ kiểu mình đoán trước thôi. Xem những cái quân bài mà họ mua á. Sau đó là mình đoán trước để mình biết đường mà mình xử lý. Trong cái trường hợp mà gót siêu đẻ mà nó lại nhiều mết quá thì chúng ta có thể kẹp gót siêu đẻ kẹp với cả Feather. Đấy. Nhiều mết nhá. Còn nếu mà chỉ một thằng mết thôi thì cũng không được. Một thằng mết thì cũng không thể chơi kiểu đấy.
Một thằng mết thì đương nhiên là nó sẽ vẫn là siêu đẻ để mà đấm rồi. Đấm những cái nhà còn lại. Chỉ lọt có một nhà thôi, còn nếu mà khoảng 3 nhà mết thì lúc đấy là mới tính cái con đường kẹp cá các thứ. Kẹp cá tự nhiên tốn một slot rồi. Tất nhiên là cái bộ này nếu mà lên được 10 thì cũng kẹp được cá đấy. Lên được 10 thì kẹp được. Đây là thằng này như kiểu 9 mét đấy. Giống lắm. Có ra Grim rồi mà. Ra Grim Thunder. Ừa. Được quá nhờ. Ơ. Này thiếu mỗi gót thôi. Bỏ bài vào chơi luôn không? Hôm nay bỏ bài vào chiến luôn thì cũng chưa được đâu. Được có 2 bit nữa này. Chưa có 3 phía giờ. Chưa có 3 phía giờ. Trận này sao tôi nhìn thấy cái thằng, có một cái thằng nó, thằng top 1 cứ giống như là nó chơi không phải là chơi chơi Witcher đâu anh em ạ. Trông giống như là nó chơi Exorcist ấy. Hoặc cũng có thể là Feather. Thằng này giống như là chơi Exorcist hoặc Feather nhá. Feather mà ví dụ như là ra con thỏ này, xong rồi ra con, à đây rồi, ơ thế được rồi này. Thằng top 1 nó ra con thỏ và nó ra con phong vũ sớm. Ra rau quái rồi. À bố con này lên cho vào nhỉ. Sợ cái gì. Đẹp quái cho nó an toàn. Thực ra tôi nghĩ là nếu mà kết hợp 3 phe giờ mà với cả ba con 2 sao ấy thì chắc là cũng ăn được rồi. Nhưng mà thôi, tôi quyết định là bỏ bài và tôi đánh luôn ấy. Ra sau ấy. Tầm này chỉ ra đồ thêm một cái món đồ nào đấy mà nó tăng mana nhanh ấy. Ở trong cái round này thì tuyệt vời luôn. Chơi lực luôn. Sừng chiến cũng ngon nhá. Sừng chiến gọi đệ ngon. Nhưng mà nếu mà ra cái tẩu cũng ngon. Xem nào. Sừng chiến nào. Có không? Ra luôn được 2 con beat này. Không có à. Random nó. À. Ui rồi ui. Thế thì. Thế bỏ bài vào chiến luôn nhở. Bỏ bài vào chiến luôn. Rồi thế này đi. Thắng thì thôi. Còn nếu mà thua thì chắc là mất ít máu. Đấy còn nếu mà thắng thì ván sau, round sau bỏ bài vào. Để này được rồi. Không, thằng này mạnh lắm. Không thắng được đâu. Ủa, thậm chí là tôi không giết được con nào luôn ạ. Bỏ bài vào bị đẩy nhiều hơn này. Được đấy nhở. Thực ra cái tầm này vẫn chưa chơi ở đâu anh em ạ. Chúng ta thiếu gót là một này. Thứ hai là gì? Là cái tăng mana của nó ấy, nó đang tăng, nó chưa được nhanh. Nếu mà kẹp gót vào ấy, thì cái cooldown của nó ấy, nó sẽ nhanh hơn là cái tốc độ tăng mana của con này. Nên là chúng ta thiếu một cái con Zerso để tăng mana nữa. Đấy, từ nãy giờ tôi vẫn đang đợi một con Zerso. Zerso chỉ cần là Zerso 1 sao thôi là cũng đủ chơi rồi. Còn 2 sao thì quá là ok luôn. Mà 1 sao cho vào tăng mana là được. Có điều là đấy, chưa ra. Chưa ra Zerso nào và cái bộ gót nó cũng khá là khan hiếm. Chưa thấy có một con gót nào ra trừ cái con God of Light. Con Echo. Ui giời ơi, tôi để bài vào như này có khi tôi bị đẩy nhiều hơn ấy, anh em ạ. Đấy, bọn nó cứ gọi đệ ra này.
Vãi thái thật. Mua lại mất thêm một máu ấy, cứ kiểu như này. Bán con unicorn đi. Kiếm 40 tiền này. Ui giời ơi, vừa bán con Drui đi ạ. Già Wizard. Giữ con unicorn thì có phải là Whispersia lên được 3 sao rồi không? Chán đời. Rao này chắc lại bán đi à? Bán đi để lấy 50 tiền à? Thực ra mấy con Drui hay mấy con Wizard này dễ kiếm mà, đúng không? Rao 13 rồi. Ui, tay to đấy. Vãi đái. Thôi chết nhanh lên, chết nhanh lên. Chết nhanh, ờ hay. Được. Trời, đúng là hai con gọi đệ. Ui rồi, lại ra đây. Được quá nhỉ. Thế thì một con nữa đó. Bây giờ ra một con Whispersia nữa thôi là đủ đó. Thế thì không cần phải là có con unicorn luôn. Lên được một con Whispersia nữa là được. Rồi thôi, cố gắng là eco lốt rao này anh em ạ. Chờ bọn nó sang lốt rao này đi. Sang đến rao 15 ấy, sau đó là rao 16 thì là tôi sẽ up lên 7 rồi tôi sẽ roll. Tôi sẽ form 7 ở 7. 6 Feather là kẹp được rồi này. 6 Feather kẹp được thêm con Zerso nữa, đánh ở level 7. Đủ bộ. Lên 8 thì kẹp thêm God. Ơ rao này thắng rồi này. Thật đấy. Thằng này yếu nhỉ. Level 7 mà yếu đấy. Quay đái. Thắng luôn ạ. Trước round 15 lại đi thắng cái này. Chán đấy. Sau cái round này thì ngon. Chán thật. Mất một ít tiền. Thằng kia nó còn có cái chuỗi cộng 10 rồi. Cái này có đép được quái không nhỉ? Trông còn giống như là đép được quái không? Chính ra nhá, nó là không phải là 6 con đâu. Ở đây nó là, nếu mà đúng thì nó phải là 10 con. Bởi vì gọi thêm được 4 con đệ nữa. Chúng ta có 10 con mà chúng ta lại không thắng được 5 con à? Làm gì có chuyện nhỉ? Chắc là ăn được thôi. Vừa vào phát gọi thêm 2 con đệ. Mà là tăng đầy luôn. Đấy, bây giờ 10 con đánh với 5. Nhưng mà chưa hết đâu. Bờ Linh phát nữa lại gọi thêm 2 con đệ nữa. Chỗ này có Exit thật đấy anh em ạ. Vãi đái, top 1 thì chưa biết là chơi cái gì. Hunter. Thua thì không thua được nhưng mà nó hơi lâu. Đánh cái round này mà đánh bằng quái thì hơi lâu. Đánh bằng đệ thì gọi đệ ra. Nhưng mà đệ mấy cái con này đam nó rất là bé. Kết thúc round quái nó khá lâu. Gần như là gần hết giờ nó mới có thể là kết thúc được. Rồi. Úi giời, 3 sao rồi. Hay quá. Ok. Được chưa? 6 phe giờ này. Đánh level 7. Chưa có hàng Ryu, chúng ta chơi hàng fake cũng được. Đây là cái giáp thép này cũng ngon. Ok. Rồi. Có cái giáp thép bên tôi cho nó đứng ở dưới anh em nhá. Ơ à, cái thằng này swap luôn đi con Whispersia 3 sao của tôi. Đấy, bắt đầu khỏe rồi. Ở thời điểm hiện tại chúng ta có những cái Elite 3 sao với cái lượng đam nó đủ đam để có thể kết liêu đối thủ. Rất là ok. Trứng này. Trứng này cho giữ lại để xem nào. Ở trong cái bộ Feather nó còn có con Squire à? Trứng để đập cho Squire đúng không? Cứ bình tĩnh, chắc là tôi sẽ không đập cho cái con cây đâu. Mấy cái con Drui dễ ra không à. Để dành cái quả trứng này cho Squire lên 2 sao sớm.
cái bộ siêu đẻ ấy, nó chỉ chơi đến cái tầm nào thôi anh em ạ. Đến tầm về cuối game thì chúng ta sẽ cần có những con co, những cái con co gây đam. Thì con ở trong trận đấu này, nếu mà chơi gót kết hợp với Feather, có thể là chúng ta sẽ kết hợp thêm được cả mết nữa. Đấy, đánh ở level 10 là chúng ta sẽ có là 3 mết kết hợp với cả 6 Feather kết hợp với cả 4 gót ấy. Mà cái con mết thì chắc là co nó sẽ là cái con Squire rồi. Ok, được đấy. Cái cooldown nó vừa hết thì cũng là lúc mà đầy đủ mana. Được. Bây giờ mà kẹp gót vào là nó sẽ bị nhanh quá. Cái cooldown nó quay nhanh quá. Thực ra không cần kẹp gót, mà tí nữa đủ mana rồi thì kẹp gót. Đây, lên 8. Không có dơ so nhỉ. Nếu mà có dơ so tôi cũng sẽ chưa kẹp gót vội. Có dơ so, cho dơ so vào đẻ nó còn nhanh hơn ấy. Ok. Lên 9 thì nó sẽ đủ bộ. Lên 9 nó sẽ là 4 gót. Nhưng mà tôi đang phân vân không biết có lên ưu tiên 4 gót không, hay là kẹp dơ so vào trước. Lên 10 mới cho 4 gót. Mà đen là cái là trận này không có dơ so nhỉ. Chứ còn nếu mà có dơ so bây giờ đẩy của nó tràn nhà luôn. Đấy, riêng cái thằng này là cắt chuỗi rồi, nhìn phát là biết ngay là xin cái chuỗi rồi. Không nói nhiều. Đối thủ không thể tung được trưởng thì anh em biết là thế nào đấy. Đẻ lên phát lửa này. Đấy. Đẻ càng nhiều thì con của nó, cái con Heaven Bomber của nó sẽ bắn toàn vào đệ thôi. Đệ nó sẽ đỡ đam cho. Thằng này có cấm đánh, nguy hiểm phết đấy. Lại gọi tiếp. Ui dồi ôi, không những là cắt chuỗi đẩy cực kỳ nhiều luôn. Bao nhiêu? 16 máu à? Cũng không nhiều lắm nha. Tạm tạm. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng mà lại ít. Nhìn cái bộ Feather này trông đẩy thì nhiều nhưng mà sao mà nó gây ít đam nhỉ? Như cái bộ Beat ấy, nó cũng từng đẩy Elite nhưng trông nó khỏe, nó đẩy lực hơn bao nhiêu luôn. Thề. Một round đẩy 20, 30 máu nó là quá bình thường. Thế mà cái bộ Feather ấy đẩy trông chán nhỉ. Chúng ta lên được 9. Kẹp với cả 4 gót là vừa đủ bộ luôn đấy. 4 gót 6 Feather level 9 rồi. Level 10 sẽ là cái slot cho con The Saw hết. Thằng này không biết là chơi Hunter hay chơi Exit đây. Level 7 một dàn 2 sao. Vẫn ăn này. Kiểu gì thì cũng ăn. Ở trong cái bộ này có một cái rất hay là cái con rồng ấy. Cái con rồng Sailing Dragon này. Nó được giảm cái cooldown nên nó rất là khó chịu luôn ấy. Con này nó được cộng gót mà ở trong bộ Feather cực kỳ khó chết nhá. Xong rồi lại coi như là giảm sát thương của đối thủ đi tới tận 75%. Mà cái con này đâu phải là dễ chết đâu. Cực kỳ khó chết. Kết hợp với cả 6 Feather đánh trúng được một người nó đã khó rồi. Chưa kể nó bay nhảy liên tục. Bắn trưởng chưa chắc đã trúng một người nó. Trên này tự nhiên lại có mấy thằng chơi Hunter. Mình chơi Feather và nó chơi Hunter mới gọi là điên như này. Khó chịu nhỉ. Như kiểu counter mình ấy. Ảo thật. Mà tôi nghĩ là chắc là tôi no xa thôi, chứ còn không counter tôi đâu. Chả qua là họ đam mê với cả Hunter thôi. Già thôi. Tôi cần con tăng mana cơ, tôi đích cần con già. Gương tí cho con tăng mana. Ok. Tăng mana xong rồi đẩy cho nó nhanh anh em ạ.
Lúc đấy cái bộ này nó đủ bộ ấy. Giờ ra một con tôi up 10 luôn. Ui giời, đủ chán ấy. Ra một con dưa so thôi, đủ tiền up 10 rồi. Mấy cái thằng này nó lấy hết của mình rồi. Mấy thằng trên mét này này. Ui thằng này lên 10 rồi hả? Cái đái. Round 21 chắc là kiếm được nhiều sách lắm đây. Kiếm được nhiều sách thì mới lên được 10 chứ. Hai mốt lên 10 này chắc là chỉ có chơi The Rui kiểu tôi mới có thể đủ tiền lên được. Chơi toàn mấy con rẻ tiền, 1-2 tiền. Chưa có dơ so luôn ạ. Sao mà tôi đen đấy nhở? Ơ? Không đen lắm đâu. Được quá nhở. Nhưng mà cái con Wing này tôi sẽ giữ lại nhá. Tí nữa thay cho con Tabu chờ. Tabu chờ tạm thời đấy đã. Tí nữa thay vào Squire mà ra rồi, tức là chúng ta ra là con thơ so up lên 10 là sẽ có 3 mét luôn đấy. Được, quả trứng tôi đợi từ nãy giờ cho thơ so đây. À cho Squire đây. Đấy, bây giờ mà ra một con nữa thì chắc chắn quả trứng này cho nó rồi. Trời ơi, Fiazer kết hợp với God này anh em, như này không nhấc được cái tay luôn. Anh em nhìn con súng đi. Bắn được. Mà kể cả có nhấc được cái tay lên ấy thì bị con giờ rồng nó khóa. Khóa đến chết mà. Dã man. Ơ được cái nhở. Anh em thấy có được. Ui đây đây. Thôi thế lên 10 rồi. Thế lên được 10 rồi. Bỏ con tao bú chơi ra. Rồi. Hay quá anh em. Ui dồi ôi, chuỗi cốc 7 luôn này. Ui giời, ngon luôn. God siêu đẻ nhìn thế ngon phết đấy anh em ạ. Được đấy nhở. Thế bây giờ đi đẩy từng nhà thôi. Tầm này anh em bảo là mỗi thằng nó gặp tôi mất bao máu nhở. Mới có ra 23 thôi. 23 round. Mà đẩy mỗi round đi khoảng tầm 20 máu thôi. Cho đến 30 máu thì chắc là trận đấu nó cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Trước ra 30. Anh em nhìn này. Bây giờ tốc độ tăng mana của Squire còn nhanh hơn vừa nãy. Không nhắc được tay lên luôn. Hunter chán đời. Squire kìa. Trời ơi là cầm đánh đến chết ạ. 20 máu. Đẻ cái pha vừa rồi là còn chậm ấy. Giờ so giờ lên 2 sao nhỉ. Giờ lấy đồ mana là ngon. Lấy thêm những cái món đồ tăng mana nhanh. Có lên nuôi thêm cái con Wing Ranger lên 3 sao không anh em nhỉ? Con Wing Ranger thì nó có khác gì con già đâu. Thực sự đạp nó rất là to luôn đấy. Nó chỉ cần đủ thời gian mà nó tụ trưởng thôi. Con này bây giờ không khác gì con già cả. AOE thấp hơn tí. Nhưng mà nó bắn lại nhanh hơn, cooldown nhanh hơn. Ok, biết này. Vẫn ăn được luôn nhá. Ngon không? Quá ngon. Không biết đủ 6 bit rồi, ra ngộ không rồi. Vẫn thua này. Được đấy. Úi dồi, mà chồng cái đẩy. Đẩy 23 máu. Mỗi round 23 máu thôi anh em ạ. Là rất nhanh ra đi. Hai round gặp tôi là đi thôi. Được đấy nhở. Chơi siêu đẻ kết hợp với cả phe giờ là ngon thật đấy. Ổn đấy chứ, round 24 rồi anh em. Được đấy. Chơi này nhá, xong tí linh hoạt ấy. Linh hoạt nha, là chúng ta dồn đồ cho con Waco set ấy. Anh em ạ, đánh ở trong cái bộ này. Chúng ta sẽ linh hoạt cái giai đoạn giữa và giai đoạn cuối game. Thì nó chuyển, mà chuyển rất dễ. Chuyển co rồi là xong. Ở giữa game thì đã đẩy cho nó nhanh. Còn cuối game thì cần cái độ lì đòn, độ châu chó. Để ra là những con 5 đô anh em ạ. Kiếm ví dụ như là có được con con Squire lên được 2 sao ấy. Thì lúc đấy lại dồn đồ cho Squire. Để gây đam. Còn trước đấy nếu mà không gây đam được ấy, dồn đồ toàn bộ cho cây để sống dai, sống khỏe đã. Rất là ngon. Ui,
lốc à. Mấy cái đao quái này phải chú ý. Cái con Squire nó sẽ lốc lên. Nó khá là mất thời gian. Trong cái bộ khác thì phải cẩn thận. Chơi ở cái đao quái này bỏ cái con Squire ra không à, nhiều khi toang quái. Ok. Không có đồ. Được đấy. Tầm này nói thật với anh em mà tôi chưa muốn đổi mấy cái món đồ cam. Bình tĩnh. Vẫn đang muốn là sử dụng hai co. Mà trận này run hơi đen này anh em nhỉ. Không thấy ra con dưa so với con cây. Trứng à. Đen rồi đấy. Bộ này thực ra nó rất là dễ lên 3 sao ấy. Mà run không ra được. Cây lên 3 sao là tôi sẽ đổi đồ nha anh em nhé. Bây giờ con cây lên 3 sao đổi đồ. Chúng ta sẽ có một con cây bất tử đấy. Mà đợi tí. Hunter này. Cầm đánh đến chết luôn. Cầm đánh đến chết là có thật anh em ạ. Vừa nhấc tay lên được một tí lại bị cầm đánh. Thề. Ui đẩy chết luôn không. Đi luôn ạ. Vãi đái. Mà cây vẫn chưa lên được 3 sao. Luôn tiếp. Đen rồi đấy. Quả vừa rồi sáng sáng cứ tưởng là lên được 3 sao. Cuối cùng vẫn không lên được. Trời ơi, phải đến bao giờ mới lên được 3 sao đây. Cái thằng chơi Feather đang có chuỗi kìa. Chơi 9 Feather đã có chuỗi rồi. Hyperdon ở level 7 để full 3 sao đây mà. Thằng đấy chính là cái thằng cướp bài của tôi đấy. Nó tranh bài. Nhưng mà có hai người chơi mà chả nhẽ lại không kiếm được con cây nhỉ. Hơi điêu. Thế mới bảo là cái trận này nó hơi đen. Chứ cái tầm đấy bây giờ ra một con cây tôi cũng đập trứng luôn mà. Hai quả trứng ở đây thì một quả cho Squire, một quả cho con cây đấy. Đấy, ra một cái là tôi đập trứng luôn. Bộ là đủ bộ rồi. Rồi, ăn nổi thằng nào. Thằng này ra là phong vũ 3 sao. Cây 3. Cây 3 sao, phong vũ 3 sao. Căng thật. Ăn nổi không? Ê kìa, bạn ơi. Vớ vẩn ăn được đã. Nhìn thấy thôi, con cây của tôi bây giờ nó cũng khá là bất tử ở đây anh em ạ. Mặc dù là nó mới có 2 sao. Nhưng mà nó kẹp với 4 gót anh em ạ. Và con phong vũ của nó có được chơi điện tử đâu. Anh em nhìn con phong vũ của nó kìa. Bị cay đến chết. Thấy không? Có được đấm đâu. Không được đấm đâu. Đấy anh em thấy không? Ôi trời ơi. Có được đấm tí nào đâu. Thôi đi rồi. Sắp đi rồi. Gặp tôi lần nữa đi rồi. Đây rồi, hay quá. Nhưng mà cứ roll hết tiền nữa. Đó. Bây giờ dồn đồ con cây được rồi. Có nên đổi cái món đồ gì không nhỉ? Thực ra bây giờ mấy cái món đồ còn lại ấy, nó vẫn đang có cái giá trị của nó. Mấy cái kiểu bờ linh với cả tăng mana nhanh thì nó đều có cái giá trị của từng con một mà. Con cây thực ra bây giờ cũng là full đồ rồi ấy. Nếu mà tính là slot đồ là không còn. Phải rèn đồ thì mới có thể nhét được thêm vào. Thôi kệ đi. Chả phải rèn. Vào 30 là rèn. Ủa mà trông này phải hơi căng đấy nhở. 9 hay có xít à. Lúc nó lên. Đúng rồi. Ủa tôi chết rồi. Ơ kìa. Con cây của tôi đâu? Chết từ bao giờ vậy? Ủa tôi chết rồi. Sao nó đẩy nhiều thế này? Ủa thằng này 32 máu lật kèo này. Nó có con rồng 5 đô. 25 máu luôn ạ. Ủa vãi đái. Thế tôi sắp đi rồi này. Sợ thế. Ơ cái bộ God Feather này lại sợ cái bộ Exorcist anh em ạ. Vãi đái. Counter cao tiểm các thứ ghê vậy.
Lấy đồ thủ cho cây à? Để phun thủ đi. Đồ cam bây giờ chắc cái giá trị nhất nó chính là cái vương miện mà. Tăng khả năng tránh né con này lên, con này nó sẽ sống sót rất là dài. Cay nhỉ. Bây giờ chỉ còn một con Squire nữa thôi là đập trứng này. Cứ cả ra cho tôi cái con Zersaw lên được 2 sao đi. Đang phải dùng có 1 sao, tung trưởng hơi chậm. Anh em nhìn này, con súng này chắc chắn nó đứng im mình chết luôn này. Vậy đài. À ư, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi nhưng mà không thể nào có thể bắn được. Xong. Súng 3. 9 Hunter cũng đã ra đi. Ui, lại một cái món đồ nữa cho cây mà tôi cũng chưa muốn rèn. Ngon đấy chứ. Đồ này ngon cực kỳ luôn đấy. Tăng cái giáp, tăng giảm cái sát thương vào ngon. Nói chung là có thể cho giúp cho cái con cây của tôi nó tăng cái sức sinh tồn của nó, sống dai, sống khỏe. Bây giờ nó cũng đang đánh theo cái kiểu đấy. Dồn đồ cho một cái con sống dai sống khỏe, còn những cái con còn lại nó sẽ đứng ở đằng sau nó phụ họa. Con thì gây đam, con thì gọi đệ. Miễn làm sao là cái con cây nó sống được là được. Con cây chỉ cần thua thôi, con cây chỉ cần là coi như là bị chết thôi là nó ập vào hàng đằng sau ngay, là chúng ta gần như là lao để chúng ta thua. Bây giờ chắc sợ nhất là cái bọn Aegisid đắp bao nhiêu máu vào người thì cũng không đủ. Ai mà kết liễu được cái thằng Aegisid kia nhỉ? Cái thằng còn lại nó chơi 9 phe giờ nó có ăn nổi không nhỉ? Để xem đã. Nếu mà 9 phe giờ ăn được thì khả năng chúng ta top 1 cao. Bởi vì chúng ta ăn được thằng 9 phe giờ, chúng ta không ngán thằng đấy đâu. Đổi kiểu gì thì cũng vẫn ăn được thôi. Nó là chơi fake thì nó có thể đổi sang cá. Nó có thể kẹp sang xin chả. Nhưng mà tôi tự tin là cái bài này ăn được. Chỉ cần đủ đồ cho con cây thôi. 38 máu thì chỉ cầu trời khấn Phật cho đừng có gặp cái thằng Aegisid. Ok, vậy là hết slot rồi đấy. Chưa được. Đã đổi là phải đổi đồ tím hoặc là đồ cam, chứ còn không cứ đổi mấy cái đồ xanh dương nữa anh em ạ, tốn lắm. Cứ bình tĩnh. Mà chỉ 2 round nữa gặp Aegisid là khả năng cao là bay màu ấy anh em ạ. Aegisid ra dòng 5 đô 2 tiền. À dòng 5 đô 2 sao. Đấy. Con đấy nó dồn nam cực mạnh luôn. Nhất là bị chia đôi máu rồi. Chúng ta bị chia đôi máu. Lại gặp lại này đen thế nhở. Mà cái lốc của con Squire 1 sao nó không ăn thua ấy. Con này mà lên được 2 sao thì mới gọi là chống nổi. Hỏng rồi. Nó giết được mình, nó gọi ra đệ 3 sao kìa. Chỉ Aegisid nó có hồi máu nữa chứ. Hay nhở. Cây này có trụ nổi không? Không được, nhìn máu kìa. Ui vãi đái á. 24. Cái pha vừa rồi mà tôi tính 24. Thôi. Hỏng rồi. Giờ gặp rồi đúng không? 2 round nữa gặp lại. Round 33 là ra đi à. Ui rồi tôi chưa muốn đâu. Chả nhẽ lại vứt cái đấy ấy đi. Này á. 9 luôn đi. Ok. Hút máu hay khiên thi thể nhỉ? Lựa chọn này khó khăn quá nhỉ. Mà chắc là lấy hút máu. Khiên thi thể thì bây giờ hiện tại đang có một cái block dam cũng ổn rồi. Có cái lá chắn block dam rồi. Mà cái bộ này nó thiếu hút máu thôi. Bây giờ anh em bảo gặp cái thằng 9 phe giờ liệu còn có ăn được không? 9 phe giờ liệu ăn nổi không nhỉ? Vớ phẩn rồi, đi luôn. Cay nhỉ.
Tốt nhất là đừng có gặp cái thằng Exit nữa. Gặp được rồi là thôi. Chồng nhỉ, sửa rồi con Shadow, Shadow lên được 3 sao. Toàn 3 sao luôn. Phong Vũ 3 sao, cây 3 sao. Kẹp Doom vào rồi, kẹp Doom vào chống gót này. Càng đấy. Hỏng rồi. Mặc dù cái con rồng của tôi nó cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không đỡ rồi. Lắm co mà. Bây giờ là nhiệm vụ của con cây này. Con cây này nó sẽ đóng vai trò là phải giữ máu. Đừng có đi được rồi. Đấy. Vớ vẩn một thời gian sau là hút máu hết bọn này là ăn ấy. Đúng không? Bọn này nó không đủ cái đam, lượng đam để giết con cây bất tử của tôi đâu. Quá ngon. Đấm thoải mái luôn. Trông à? Như cái... Ơ! Như vậy? Ờ? Nhưng mà hòa... cái quả vừa rồi như là crit đúng không? Chắc vậy. Thế mà nó lại hòa với đau rồi đấy. Round này vẫn chưa chết đâu. Round này vẫn chưa chết đâu. Round này là gặp cái bản chính của cái thằng Feather. Vậy là round sau tôi gặp thằng Exit. Không biết qua kiểu gì luôn ấy. Hy vọng là này sẽ giữ được máu, chưa chết. Đối phó cái nhà 9 Feather thì cũng dễ thôi, nó cũng không khó như cái bộ kia. Vào đây. Vào đây. Chúng ta có đồ rồi, chúng ta khóa được cái con co của đối thủ. Rồi ôi, ăn quả ăn đòn đủ luôn. Được không? Úi giời ơi, Thái Dương hạ san là bay màu. Căng thật sự. Squire Thái Dương hạ san một phát là con Shadow bay màu luôn. Lượng đam gây ra là cũng lớn đấy chứ. Hay. Cái cấn ấy. Nhưng mà ở bên cái sân kia thì tôi đang thua nó anh em ạ. Thua nó một cách dã man luôn. Hỏng rồi. Chúng ta chỉ nhây được với thằng này. Sao thằng này yếu ấy nhỉ? Thằng này không kết liễu nổi thằng kia. Không chiến thắng nổi cái thằng đấy à, thằng Exit à. Trời ơi, khó khăn đấy nhỉ. Tôi tưởng nó sẽ ăn ngon cái thằng Exit chứ. 9 ca giờ full 3 sao mà vẫn còn thua. Điều thật. Trời ơi, đen quá anh em ơi, dồn mãi không lên được. Tôi lên level 10 từ rất sớm, từ round 23 đấy. Bây giờ là thêm 11 round nữa rồi, vẫn bài nó vẫn như thế, nó không khác gì luôn. Điều thật. Có khác là chắc chỉ khác cái lượng đồ thôi, chứ còn bài giống hết. Round này có đi luôn không nhở, sợ thế. 14 máu này gặp Exit dễ đi lắm anh em ạ. Kiểu mình chơi cái bộ đấy, mình chơi nhiều mình biết. Tôi chơi rất nhiều cái bộ này gặp Exit và thường là bị nó đẩy ra rất nhiều luôn. Bởi vì những cái con đệ ấy nó chết là nó gọi ra được mấy con tướng 3 sao. Đấy. Hỏng rồi, anh em nhìn này, ui vãi đái ạ. Từng này cái con nó dí vào người. Hồi máu có kịp không? Ui rồi ôi, thua luôn ạ. Cay nhờ. Trong khi đấy là cái thằng Feather nó đang sợ tôi lắm đấy. Thằng 9 Feather đang cực kỳ sợ tôi luôn. Mà nếu mà tôi ra đi như này, về top 3 chắc là nó về top 1 rồi. Chán thật đây. Thôi xem lốt nha anh em nhá. Và hay nó nói cái gì cả. Không biết nó nói gì, để xem là có dịch đúng không. Kênh chat có dịch thì phải. Cái gì đấy. À cảm ơn à, à cảm ơn à. Tức là nó đẩy tôi chết xong rồi nó cảm ơn. Cái thằng kia nó cảm ơn, gửi lời cảm ơn thằng Exit. Exit nhìn thế này mà khỏe nhỉ. Quan trọng là có cái DO với cả những cái món đồ dồn nam mạnh. Càng phết. Cao thứ 35. Nhưng mà thằng kia nó cảm ơn thằng này, tôi thấy là
Thực ra nó cảm ơn thì nó chắc là nó cảm ơn thôi, chứ còn tôi không nghĩ là nó vẫn có cái cửa ăn của thằng Exit đâu. Những cái trận trước nó vẫn có ăn ở đâu mà. 3 sao chỉ tổ làm cho nó gọi ra đệ 3 sao thôi chứ có ngon gì đâu. Bây giờ mà càng đội hình đối thủ càng nhiều 3 sao thì càng dễ chết. Ui nó còn kẹp được 3 mét vào rồi này, ra được hai con 5 đô. Ra con Nick với cả con giống 5 đô là bộ này nó sẽ coi như đủ bộ đấy. Ở level 10 nó sẽ đủ bộ luôn. 6 Exit kết hợp với cả 3 mét rất là căng, rồng nữa. Thằng kia bây giờ nó phải chuyển bài nó mới ăn được. Để như này thì làm gì có hút máu mà hồi, đúng không? Không có hồi máu thì thua thôi. BKB không ăn thua, một lúc sau tắt BKB ngay. Một mình cái con đấy làm sao mà nó clear được đống này, được không? Một mình con Shadow có clear được đống này không? Trông khó lắm anh em ạ. Ui rồi ơi, bay màu luôn. Máu còn hơn nửa cây mà chỉ một tung trưởng thôi bay màu rồi. Đấy, cảm ơn. Cảm ơn, vãi cả cảm ơn ạ. Cảm ơn xong rồi thì cũng đi thôi. Thực ra tôi nói thật, hai cái thằng Feather gặp với cái thằng Exit cuối game ấy, thằng nào mà gặp cái thằng Exit nhiều hơn thì thằng ấy thua, thế thôi. Nó quá mạnh rồi. Nó là cái đội hình khắc chế counter không ăn được đâu. Còn nếu mà trước đấy mà không gặp cái thằng Exit thì những cái thằng khác vô tư mà. Anh em thấy là cái bộ God kết hợp Feather khá là trông chó ấy. Trông con cây rất là bất tử luôn nếu mà gặp những cái line up khác. Đấy. Ok anh em nhá. Hy vọng anh em Quân Chu sẽ thích cái video này. Và hy vọng toàn thể các anh em ở trên kênh cũng sẽ thích nó. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với cái bộ God siêu đẻ kẹp beat mà tôi vừa mới chơi cách đây mấy hôm nha anh em nhá. Anh em chưa xem, anh em có thể xem. Cũng đẻ rất là kinh khủng. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Một trận đấu vô cùng lạ. Khi mà tung trưởng chậm thì người đấy lại ăn. Đấy. Anh em sẽ có những kiến thức mới ở trong cái video đó. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!